Thì xin chào mời cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Thì buổi sáng thì mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi nha cả nhà ơi, chuẩn bị lên trên chùa Tàng Áo nha. Thì xe tải thì cũng đã tới rồi. Bây giờ thì mình sẽ chắc đồ lên xe rồi mình chuẩn bị xuất phát nha cả nhà. Ai lên xe đi. Lên quạt lên xe đi. Chắc đây là phải lên. Rồi hai người đi uống cà phê. Rồi ăn làm gì ăn uống gì đi, đang băng nhà ta làm cho. Lên xe. Mỗi người tay nha. Đường bột ngọt bắp. Bắp trước đi. Đó đi. Ai thơm dữ ta. Loại bóc giác này là mới mốt là có hát nghiệp đi bóc giác mướn được nha. Chắc khoảng được rồi, chắc lấy rồi đây. Chắc này. Bọt lên. Ừ, khi cái bao người ta dựng lên đi. Khi cái bao được dựng lên đi. Để đây nữa. Nè, thấm hai mai. Nè. Ơi. Một, hai, ba. Ui, giỏi quá. Ba, hai, một, lên. Sáng chưa mà ăn gì cho là đúng hết rồi đó. Đúng hết rồi đó. Rồi, đi lên một, lên. Đây nè, kéo này nè. Vàng nó làm không. Đến hai chắc vô lai gai đi. Ủa cái bị hồi nãy có ai xách lại vậy ta? Cưng hả? Ừ. Ai sắp lên xe à? Không có người ta ngồi sao được. Mà hay già cho bác ngồi trước đi. Ngồi đâu cũng được hết. Ngồi lên xe, đó, lên xe, lên xe. Chạy lên xe là phải cởi giày. Mình ra sao đi rồi. Cho mẹ với cha ngồi trên với bà hai đi. Mình đi xuống dưới nè bói. Chiếc xe mới đi mới nè, cũ đó. Đây xe hai chị em mình, ủa hai chị cháu đi xuống dưới. Ừ, ngồi đây với ngoại luôn đi. Thấy không đi ăn người. Ngoại chiếc xe của cụ ba thì đó đi thoải mái ghê luôn. Rồi sao cái xe này đó? Rồi mình đi xuống. Rồi mà đứa nhỏ hầu hết mẹ nó chỉ xe kìa. Vừa đổi vậy, vừa đổi còn thì Dương, rồi chú Tư, thím Tư nữa. Rồi chị ba nữa nè, thôi giờ em vô đi. Đi sao nè, đi xuống rồi chị ra đây, chị ra sao. Rồi con phe ba, bà Tư đồ ngồi trước rồi nè. Ê, con Dương ngồi, con bố tự với ai. Rồi, 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 rồ
Dương ngồi đây đi, chị Dương với chị Hai ngồi đó đi. Bây giờ thì đoàn mình cũng đã tới chùa Tàng Ngáo rồi đó cả nhà, do là từ nãy giờ là Tiền có nói chuyện với lại sư cả ở đây đó. Mấy cô thì từ giờ ra làm sao coi đánh nhạc hết vậy. Bây giờ thì mình sẽ dặn chuyển đồ xuống nha. Coi nguyên đoàn mình kìa. Hôm nay đi là có cha với mẹ Tiền nè, chị Ó nè, bác Năm nè, rồi Hiếm Hai, chị Ba, bà Hai,
rồi thím ba Út Dương với lại bốn đứa nhỏ nhà tiền á cả nhà, do là đi hết rồi cho nên là dẫn tụi nhỏ đi theo luôn, chị Bảy Đẹp nữa đó. Bây giờ mình sẽ vận chuyển xuống dưới đây nha. Bye bye. Đồ để trên ha. Gạo để dưới phải không? Để cặp dưới đây đi trên. Mình để dưới này luôn đi. Để dưới đi trên kia. Dạ, để dưới đi bác Năm ơi. Dạ. Ơi kiến vàng kìa bói ơi, con đừng có lên đó nha. Con kiến nè, mẹ chỉ nè. Nè kiến quá trời nè, thấy không? Đó, con đừng có đụng nha. Ơi, kìa kìa kiến kìa. Nó cắn một cái là nhá lửa luôn á. Hôm nay là có bác Út đi heo nữa cả nhà, nhân dịp là đúng ngày bác Út nghỉ luôn, hồi sáng tiền ngủ thì bác Út đi luôn. Bà Hai ơi, ngồi có chừng kiến nha bà Hai, kiến lửa không bà Hai ơi? Dạ. Cắn không? À, anh Hai cái ở chùa thì mình chắc có trên đây đi, rồi hồi em giao cho sư luôn. Này mấy bà là nhận quà đúng không mấy bà? Dạ. Dạ. Năm nay bà nhiêu tuổi rồi? Tôi 70 luôn. 70 hả? À. Dạ. Bà ở với ai? Chào tôi hai mọi người. Hai người hả? Ừ. Dạ. Là hôm qua là sư phát phiếu cho bà rồi đúng không? Dạ. Dạ, đợi tụi con chút nha, tụi con sắp xếp rồi bắt đầu mình sẽ vô, mình nhận luôn. Dạ. Cái chân cô bị gì cô? Chân này mi bệnh tiêu đường rồi, nó lên mọc rồi thì rồi nó có mủ. Nó có mủ ở trong cái móng hả? Cái này mình có đi lấy ra không cô hay là sao? Lấy thuốc uống rồi. Lấy thuốc uống nha. Dạ. Cô hiện tại cô sống với ai? Hai mẹ con. Hai mẹ con nha. Rồi con cô đi làm. Cô giờ cái chân vậy chắc không có làm gì được. Làm hoài. Dạ, đợi con chút xíu nha, ngồi đợi con chút xíu nha. Dạ. Bây giờ là mấy cô chú cũng di chuyển lại lai gai rồi đó cả nhà ơi. Hôm nay thì mình đi thì có gạo nè, đồ nêm nếm với lại bắp thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi. Hôm nay ở chùa rất là đông luôn nha. Coi kìa. Đây, khung cảnh ở ngoài cái sân chùa nè cả nhà. Các em nhỏ cũng rất là đông luôn. Đây là ốc đây. Sư ơi, ở đây mình có cái bao thư không? Cho em xin một cái bao thư. Dạ. Dạ. Giờ là bà con lễ lại lai gai rồi đó cả nhà. Ở đây thấy các em nhỏ cũng khá là đông ha. Phát quà đây luôn hả? Dạ, hồi mình cho bà con vô trong ngồi đối diện với lại ông Phật. Như vậy. Dạ. Ông sư cả đó lát đó cũng xin chụp một mô hình. Dạ. Là tặng cái giấy cảm tạ đó đó. Dạ. Rồi vừa sẵn bị có quà đâu người kia nọ thấy cho rõ chứ đợi phát hết thì mình trao á thì không có thấy quà. Dạ. Vậy hồi trước khi trao đó là sẵn có quà như là chụp với sư cả với tà cha đây bầu kỷ niệm. Dạ rồi. À, giống như đứng ở đây mình chụp đây luôn ha. Quà rồi nhiều đó, thấy cảnh vậy nè. Dạ. Còn đợi xong hết trơn á thì hết thấy. Dạ.
hồi chụp trước vậy nó diễn hội phái đầu mình chụp chung với sư cả với vào đây cái sư cả chào cái sẵn có quà đây này sư ơi. Dạ, do là ở ngoài kia nắng thì mình sẽ nhờ đó là mấy cô chú ông bà rồi sẽ quay lên hướng mặt của ông Phật nha. Dạ quay vô, mình ngồi ở đây mình quay vô trong đây giùm con ha. Dạ dạ rồi. Ông ngồi xuống đây luôn đi ông ha. Dạ. Dạ đây đây còn chỗ trống ở đây nè, mình sen vô giùm con nha. Cô ơi, cô qua đây giùm con chứ. Ở đây mình cũng có chỗ trống đó nè cô, mình qua đó đi ha. Dạ. Cô ơi, mình ngồi đây cũng được đó nè cô. Dạ. Hôm nay là rất là nhộn nhịp luôn cô ơi. Dạ. Cô ơi, cô có phiếu vô đây với cô ơi. Sư mình kiểm tra đủ đúng 100 phần là mình bắt đầu phát luôn đó. Dạ. Em ơi, em ngồi đây có bị nắng không? Bị nắng em kiếm chỗ vô mát ngồi đi. Qua đây nè, em qua đây nè. Đây, ở đây mát nè. Hoặc là mấy em lên đó đó, ngồi sen kẻ sen canh. Ờ đúng rồi. Rồi em ngồi dưới đây đi. Ờ. Con lên đây luôn nè con. Đây ngồi mát nè, con ngồi mát dưới này. Dưới này. Rồi từ nãy giờ thì cũng đã xong rồi, bà con cũng đến đầy đủ hết trơn rồi đó cả nhà ơi. Bây giờ thì trước khi mà mình phát quà thì mình sẽ có đôi lời thay mặt cho gia đình của cô Hằng với lại chú Cảnh nha. Trước khi thì Tiền có phát biểu thì mình sẽ nhường lại lời phát biểu đầu tiên cho sư cả trước nha. Mình cầm cái mic go luôn đi ha sư, cho nó lớn cho bà con ở bên kia nhiều khi không nghe rõ. Bữa nay là sư cả xin đại diện cho bà con trong sông Tuần Áo xin cảm ơn đến gia đình chú Cảnh, cô Hằng đã có phần quà đã tặng cho bà con Khmer thư thốn rất nhiều. Vì sư xin cảm ơn nhiều đến chú Cảnh và cô Hằng đã tiếp giúp đỡ phần quà cho bà con người Khmer. Như vậy xin cảm ơn nhiều. Trước đó thì xin cầu siêu cho gia đình chú Cảnh và cô Hằng, cũng nhờ cô Tần Áo cầu siêu cho Hương Linh. Dạ. Hương Linh ông bà anh em đã khuất dập trong gia đạo được siêu linh tịnh độ về nơi Đức Phật, và đây là tên của các hương linh đã khuất phụ bà Phạm Thị Xuyến có pháp danh là Diệu Tấn, ông bà Đào Trọng Đại có pháp danh là Quảng Nguyện, Quảng Nguyện bà Nguyễn Thị gái pháp danh là Như Lành, ông Lương Văn Cang pháp danh là Thiện Kim, bà Phạm Thị Hương pháp danh là Diệu Thảo, ông Nguyễn Văn Sáu, bà Lê Thị Hải, em Đào Sơn Thúy, em Đào Trọng Huy đã bỏ qua rồi. Như vậy sư xin cầu siêu cho người đã qua bản đó được sự an vui và
xin tụng kinh cầu siêu cho người đã qua vãng và của thí chủ là chú Cảnh cô Hằng. Như vậy xin xin cầu siêu một bài kinh rồi cho Phật tử đọc Nam Mô A Di Đà Phật theo. Bây giờ thì tới gia đình của con với lại kênh Nét Sống Đồng Quê và các ông bà cô chú á, hôm nay của phái đoàn của con đến đây, trước tiên thì sẽ đến thăm chùa với lại gieo duyên cùng các Phật tử ở chùa Tà Ngáo này. Thì đây cũng là lần thứ hai mà gia đình và phái đoàn chú Cảnh cô Hằng mình đến đây là lần thứ hai, cũng là một cái duyên đến với bà con của mình ở đây. Thì trước tiên á thì cũng cảm ơn bà con mình đã quan hỷ đến đây để nhận những phần quà yêu thương của chú Cảnh với cô Hằng dành cho bà con ở chỗ của mình ha. Dạ. Thì hôm nay á đến đây thì cô chú cũng có một phần quà. Thì hôm nay là phần quà tổng trị giá là 230.000, trong đó là gồm có gạo, dầu ăn, đường, bột ngọt, nước tương, sữa bò với lại nước mắm. Và đặc biệt khi một bao một bịch bắp là 30 trái để cho bà con mình ăn để chắc ăn như bắp nha. Dạ. Sau khi thì phát biểu cảm nghĩ của con xong thì trước tiên thì đây là lời nhắn của chú Cảnh với lại cô Hằng dành cho bà con ở đây. Thì chúc cho bà con mình lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe. Thân tâm thì an lạc, bệnh tật tiêu trừ. Sau khi thì những cái lời phát biểu xong xuôi hết thì con sẽ nhường mic lại cho sư cả nha. Sư cả sẽ cùng niệm Phật với lại bà con mình cho bệnh tật tiêu tan, cái khổ, cái bệnh gì đó sẽ qua hết luôn nha bà con nha. Dạ. Dạ. Chắc là tụng rụng về cả bệnh quả sạch ở nế đảm bấy lên đại tận hầm nâng nâng dừng đầy rụng lắc phút lắc ở chàng hay bọc ụt ở hầm mềm nâng à Nam Mô A Di Đà Phật. 10 7 Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Cô Phật tử đã tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật rồi được sự an vui cho gia đình chú Cảnh và cô Hằng, được sự an vui và an khang, cả bốn pháp của Đức Phật là sống lâu sắc đẹp và an vui sức mạnh. Và chúc cho thí chủ được sự an vui và cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ rồi. Rồi sau khi thì mình đã tụng kinh xong rồi, bây giờ thì mỗi ông bà cô chú thì đều cầm trên tay một lá phiếu của sư cả. Thì bây giờ con cũng thay mặt cho kênh Nét Sống Đồng Quê, thay mặt cho gia đình cô Hằng, chú Cảnh mình đến đây để mà trao những phần quà yêu thương trong cái tháng 7 là tháng Du Lan Báo Hiếu. Thì cũng chúc cho bà con mình có thật là nhiều sức khỏe và lúc nào cũng luôn thật là vui vẻ nha. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Cái này là anh này là ở bên chính quyền phường ha anh ha, cũng có gửi giấy cảm tạ đến cho gia đình của chú Cảnh cô Hằng. Thì cũng cảm ơn chính quyền địa phương đã đồng hành cùng kênh với lại chùa ở đây, gửi cái cảm tạ đến cho mạnh thường quân của bên kênh Nét Sống Đồng Quê ha. Dạ. Xin thành cảm ơn Mạnh Vân, cô Hằng và chú Cảnh cũng như tất cả anh chị đến đây, luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Đặc biệt rất mong anh chị như Mạnh Vân, cô Hằng và chú Cảnh tiếp tục đến chùa Tà Ngáo để hỗ trợ cho bà con trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp để xin lô ta xin lô ta. Dạ là cái này là cho em hát mát hỏi nghe, cái lễ đó là cái lễ làm sao anh ha? Dạ.
Phật và gia đình. Lễ xin lâu ta này cũng nhớ ơn ông bà đã qua vãng rồi đó. Dạ. Mình nhớ ơn mình làm lễ cầu siêu giống thí chủ làm như vậy đó. Dạ. Giống lễ tháng 7 ngày làm gì đây? Dạ. Dạ, cũng giống nhau vậy đó. Dạ. Giống như những người đã khuất qua đời ha. Dạ. Dạ rồi, em hiểu rồi. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ rồi, thôi bây giờ thì cũng không có đợi cho bà con mình đợi lâu nữa. Bây giờ thì mỗi một người trên tay một lá phiếu rồi. Bây giờ con sẽ lấy từ cái chú áo đen đó đi ha. Hàng ngang qua rồi mình sẽ đi ra ngoài nhận quà luôn. Ai nhận quà xong thì mình cũng có thể đi về ha. Dạ. Ai bên đó phát bắp. Bây giờ là chia ra mỗi người một khâu hết đi cả nhà. Bà con thì người ta cũng chuẩn bị sẵn những cái lá phiếu trên tay rồi. Chú ơi qua đây giùm con luôn ha. Dạ, cô Hằng chú Cảnh gửi chúc cho chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, mình nhận bắp luôn nha chú. Nổi không chú, được không? Dạ, đây con gửi luôn nha. Chúc cô nhiều sức khỏe luôn. Dạ, em gửi chị luôn. Dạ. Dạ. Rồi con gửi ông chúc ông nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Nổi không ông? Nổi không? Không nổi thì kêu nha ông. Dạ. Dạ chúc ông nhiều sức khỏe nha ông ơi. Dạ. Dạ. Ông đi xuống đây luôn đi ông để con sợ té. Dạ. Rồi chúc ông nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Ở đây thì cũng có một số trẻ em nhận là do là nhận giùm mấy cụ già nghe cả nhà. Chú ơi, được không chú? Có cần con sắp phụ không? Được không chú? Dạ rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, bắt được ha. Không, sư tư cầm đi sư. Dạ, dạ. Dạ đây mình còn đồ ở đây nữa nha. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe luôn. Đi bắp luôn. Bắp. Dạ. Rồi dạ chúc chú nhiều sức khỏe. Chú lấy bắp nữa chú ơi. Dạ còn bắp nữa dạ. Rồi lại đây luôn cô ơi. Nổi không bà? Bác Út ơi, mình phụ bác Út ơi. Còn người nào sắp không nổi. Người nào sắp không nổi mình phụ tiếp đi. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? Bà nhiêu tuổi rồi? 77. 77 ha, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi rồi sắp tiếp bắt đi. Đây là của con. Thì hết thì chú anh chị ơi. Rồi bảy ơi qua giúp bắt cho chú này lên. Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nha cả nhà. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe luôn nghe chú. Tiếp luôn bác ơi, qua bên đây bắt luôn. Dạ. Rồi sắp tiếp cho cậu. Chúc bà nhiều sức khỏe luôn nghe bà ơi. Khỏe bà ơi, mình giỏi. Đây em phụ cho. Xuống đây giùm em. Dạ. Dạ rồi. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Ê, chị nghe đi em cho. Dạ rồi chúc. Dạ chúc bà nhiều sức khỏe nha. Bà qua lấy bắp giùm con luôn. Dạ. Xuống đây giùm con luôn ông ha. Dạ. Rồi con chúc ông nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đây chị gửi luôn, chúc em nhiều sức khỏe nha em. Rồi em gửi luôn. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi xuống luôn. Rồi em gửi luôn nha. Dạ. Bé ơi, phiếu em ơi. À quên. Thông cảm. Nổi không? Nổi không em trai? Rồi chị gửi nha. Nổi không? Rồi tiếp luôn Út ơi. Xuống đây luôn. Dạ. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi con gửi cô luôn nha. Dạ.
Dạ mình xuống thềm luôn đi cô để té. Dạ rồi chúc con nhiều sức khỏe. Dạ xuống thềm luôn nha. Rồi con gửi cô luôn. Dạ rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ từ từ thôi mấy bà ơi, ai cũng có phần. Dạ rồi con gửi luôn. Bà xuống dưới hiền giùm con nha. Nổi không bà, nổi không rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi con gửi luôn, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ Akun là cảm ơn hả? Dạ Akun là cảm ơn. Dạ dạ rồi chúc bà nhiều sức khỏe luôn. Xuống thềm luôn bà ơi. Dạ rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi con gửi bà luôn nha. Dạ bác Út ơi, phụ bác Út ơi, xuống thềm luôn bà ha. Dạ rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Bắp không nổi ha. Dạ bà nhiêu tuổi rồi bà? Mấy mấy rồi. Dạ rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi con gửi luôn. Dạ rồi chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ rồi con gửi luôn, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Bắt luôn quá, nhiều quá. Dạ bà ơi xuống đây luôn nha. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 72 rồi ha. Nổi không đây chị Bảy, chị Bảy sẽ phụ luôn nha. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Bà nhiêu tuổi rồi bà? 73 ha. Dạ từ từ thôi dịnh con. Đây bác Út luôn. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi đây 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 bà đi heo. Đây đây. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi lấy bắp luôn em ơi. Xuống đây luôn em ơi. Món 5 triệu đi. Rồi chúc em nhiều sức khỏe nha. Nổi không? Không nổi hả? Bác Út phụ bác Út ơi. Rồi xuống dưới đây đi bà đợi té. Dạ xuống đây ha. Dạ dạ rồi chúc bà nhìn sức khỏe luôn. Dạ nổi không em gái? Nổi không? Nổi ha, nổi nha. Rồi cho bà bắp luôn bác Út ơi. Ồ cái này có một chai dầu bị chảy hay sao vậy chị ba? Rồi đây con gửi bà luôn. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Xuống thềm luôn em ơi. Rồi chúc em nhiều sức khỏe luôn. Dạ rồi con gửi luôn. Chú còn đi làm không? Ở nhà ha. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe luôn. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe luôn. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc cảm ơn nhỏ nè. Nãy không? Nhỏ nè không. Rồi chúc em nhiều sức khỏe nha. Xuống luôn bà ơi. Rồi con gửi bà luôn nha. Dạ. Xuống luôn. Dạ rồi chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ rồi vô vô đây. Gì vậy? Dạ con xách một bắp nổi. Rồi chị gửi luôn nha. Phụ luôn, phụ luôn. Rồi chúc em nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Rồi đây con gửi cô luôn. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Xuống luôn bà ơi.
Rồi chúc bao nhiêu sức khỏe. Dạ. Rồi chúc cô nhiều, chúc em nhiều sức khỏe, chị nhiều sức khỏe luôn. Rồi chị gửi em luôn, nãy đánh đàn phải không? Dạ là con cầm nè không con. Phải không? Ủa không phải hả? Không phải bé đánh đàn hả? Không phải bé đánh đàn. Bé đánh đàn hả? Phải không? Nó nó chưa ăn. Mấy đứa nó không. Rồi chị tiền gửi luôn. Móc vô đây. Rồi cầm nè. Ờ lâu hay. Rồi chị gửi em luôn nha. Chuột ơi. Rồi gửi cho em luôn. Nói à. Đưa cho chuột. Phụ bóng ơi. Rồi con gửi cô luôn. Dạ. Dạ. Gửi một bắp luôn kìa. Xuống thềm đi, xuống thềm đi. Xuống thềm luôn chị ơi. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Rồi xuống luôn. Rồi em gửi chị luôn nha. Dạ. Đây nè con, đi theo mẹ nè. Rồi chúc em nhiều sức khỏe luôn. Rồi chị gửi nha. Con gửi chú nha, chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Xuống luôn cô ơi. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi chị gửi em luôn nha. Đây của em. Rồi chị gửi nha. Xuống dưới đứng. Ừ. Rồi chúc em nhiều sức khỏe. Em gửi chị luôn. Rồi lên luôn đi bà ơi. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi cảm ơn cô. Rồi chúc em nhiều sức khỏe luôn. Xuống đây luôn đi bé, xuống đây luôn đi em. Rồi chúc em nhiều sức khỏe nha. Rồi em gửi chị luôn nha. Dạ. Dạ. Rồi con gửi cô luôn. Rồi gửi cô, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi con gửi ông luôn nha. Dạ. Bác Út ơi, phụ ông đi bác Út ơi. Rồi con gửi ông, chúc ông nhiều sức khỏe nha. Dạ đây đồ của ông ở bên đây. Ông đi theo chú nè. Dạ em gửi luôn. Rồi chúc gì nhiều sức khỏe. Ai có phiếu mình lên đó đưa phiếu rồi mình nhận quà nha mấy cô. Bây giờ cô qua đó ngồi đợi con giùm đi. Cái đường nào lắm ơi. Bây giờ nè, dạ. cô bây giờ bà nội này mất phiếu, đem đây mất phiếu nè. Cô này mất phiếu ha. Dạ rồi, về gửi luôn đi. Dạ rồi, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Đây cô này một phần từ từ người thôi để lộn. Rồi con gửi cô luôn nha. Em xuống đây đi, em xuống đây giùm chị tiền ha. Rồi đây, gửi em luôn nha. Lấy bắp luôn. Xuống đây giùm con đi chú. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha. Rồi em lấy phiếu luôn, rồi bước xuống đây giùm chị tiền luôn nha. Rồi chúc em nhiều sức khỏe. Còn mấy phần đó. Rồi xong, bây giờ thì cũng đã 100 phần quà xong hết rồi đó cả nhà. Ở đây là còn dư 2 phần là do hai bà cụ đi không được, cho nên là sư cả chiều là sẽ giao lại cho hai bà cụ luôn nha. Khi này em nhờ sư nha. Dạ. Rồi cũng xong xuôi hết trơn rồi. Rồi thêm một cái phần bắp này nữa nè sư ơi.
bắp này á là bây giờ giao lại cho sư đi ha. Giống như ai mà không có phiếu á thì sư cứ cho người ta ăn lấy thảo. Rồi bây giờ thì cũng đã xong rồi, bây giờ là tiếp theo là đến phần của cô muốn gửi cho chùa nghe cả nhà. Thì sẵn có sư cả đây thì tiền sẽ giao cho sư cả luôn. Thì hôm nay thì đến đây thì chú Cảnh với lại cô Hằng cũng có một phần quà là một bao hư trị giá là 100 đô là 2,5 triệu đi ha. Dạ. Đây. Mình lấy ra luôn nha. Đây là 2,5 triệu gửi cho chùa để nhờ sư cầu siêu dùm cho các hương linh mà đã khuất trong gia đạo của cô á. Hồi nãy thì con cũng có đưa danh sách cho sư rồi. Dạ, đây con gửi sư luôn ha. Dạ, con cảm ơn. Sư cả, chùa Tân Áo xin cảm ơn nhiều. Nên chú Cảnh và cô Hằng đã cúng dường gạo và phần tiền để xây dựng chùa. Thì sư xin cảm ơn nhiều. Thì xin cầu chúc cho chú Cảnh và cô Hằng được sự an vui và an khang trong cuộc sống, cả phúng pháp của chú Đức Phật là sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh, được cả phúng pháp chúc mừng. Cầu xin cho bà của tấm tính thành tam bảo cho được màu thành tổ mễ mãn, cho được thành tổ mễ mãn, cho được thành tổ mễ mãn. Dạ. Rồi thì trong đó thì cô chú cũng gửi cho chùa mình là 2 bao gạo, mỗi bao là 50 kg gạo ha. Thêm là một cây đường, rồi một thùng nước tương, với lại 2 thùng dầu ăn và 2 bao bắp. Ha sư ha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ rồi. Cảm tạ ha. Dạ dạ. Rồi, ở chùa thì mình cũng có nhận được giấy cảm tạ của sư dưới chùa nha cả nhà đây. Hồi nãy là của phường. Dạ. Đây là cảm tạ của chùa đã tặng cho cô Hằng và chú Cảnh và Nét Sông Đồng Về đã tiếp giúp đỡ phần quà cho Phật tử. Dạ rồi, dạ cảm ơn sư rất là nhiều nha. Dạ. Thì xong xuôi những cái phần quà yêu thương của gia đình chú Cảnh, cô Hằng gửi đến cho bà con ở chùa Tà Ngáo. Và cô cũng có cúng dường cho chùa một phần gạo, đồ niêm yếm phẩm và bắp nữa cả nhà. Thì trước tiên kết thúc video thì con cũng có đôi lời cảm ơn đến chú Cảnh với lại cô Hằng rất là nhiều luôn, vì đã dành tình thương cho bà con ở trên chùa Tà Ngáo này, và cũng dành cái tình thương cho kênh Nét Sống Đồng Quê ủng hộ để mà làm cái cầu nối đến đây để giúp đỡ cho bà con khó khăn ở chùa Tà Ngáo, và giúp cho mấy cô mấy bà ở trong xóm của con đi đến đây để mình hiểu biết thêm về nhiều chỗ, và đặc biệt thêm có những cái hoàn cảnh khó khăn. Đến đây thì mang cũng có một cái tầm mới. Thì con cũng chúc cô chú lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng luôn vui vẻ an lạc nha. Bây giờ thì Tiền cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị video sau. Bye bye.